ABC có USB cable, USB cable, HDMI, ATX là truyền đi nè, transmitter, bộ điều khiển hồng ngoại nè, IR, rồi HDMI để qua màn hình chính trực tiếp. Và cái này là bộ chia luôn, ngõ vào HDMI và ngõ ra HDMI màn hình chính, và có thể đi đồng thời qua mạng để đi xa 120 mét nè, đến thằng đây. Ở đây có thể điều khiển USB luôn hả ta? ERTX. Cái USB này là để làm chuột hả? Chuột luôn, chuột có điều khiển luôn hả ta? Hay quá, đây có còn chuột bàn phím luôn nè, cái ngõ USB nè, ngõ USB này để gắn một cái chuột, một cái bàn phím, và ngõ IRX, rồi để ngõ ra HDMI. Đầu cuối này thì không có splitter, có nghĩa là ra được hai TV, một cái tại chỗ gần cái thiết bị phát và một cái sau khi đã đi qua dây mạng 120 mét. Gắn thằng này nó vào cái đầu ghi thì mới điều khiển được con chuột nha.